Một số lời sám hối phổ biến nhất mỗi ngày: mặc đồ kín đáo, quỳ trước bàn Phật, hay hướng ra cửa sổ nếu nhà bạn không có bàn thờ Phật. Tập trung dâng hết tâm thành, lòng tôn kính Phật tuyệt đối vô lượng vô biên. Dâng hết sự thành tâm thiết tha sám hối, mỗi một câu là một lạy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Phật từ bi, cầu xin Phật gia hộ cho con hết những lỗi lầm sau. Lạy Phật, xin cho con sám hối nghiệp cô độc cô đơn. Từ nay xin cho con luôn tốt với người kề bên cạnh, người xung quanh con. Xin cho con yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ và quan tâm, tôn trọng họ thật lòng. Xin cho con không chỉ trích, không cãi nhau, không nói lời chia rẽ, không nói xấu, không lan truyền lỗi lầm của người, và chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Lạy Phật, xin cho con sám hối nghiệp bị phản bội. Xin cho con đủ vị tha, bao dung, tha thứ cho những người đã phản bội con. Xin cho con từ nay không lợi dụng lợi thế, thế mạnh của mình để ép người khác vào khó khăn, khó xử, bế tắc, tuyệt vọng. Xin cho con không trở mặt, không tráo trở, không phản bội ai. Xin cho con luôn trung thành tuyệt đối với Phật, Pháp, Tăng và Thầy Tổ. Lạy Phật, xin cho con sám hối nghiệp đã không giữ lời hứa. Xin cho con từ nay không thay đổi lòng tốt, không thay đổi lời hứa. Xin cho con làm được những gì con đã nói, đã hứa. Nên con cầu xin Phật gia hộ cho con có đủ trí tuệ để biết được đúng sai trong từng đường tơ kẻ tóc, để con biết tiết kiệm lời hứa, không hứa cho vui. Xin cho con biết chọn lọc để nói và thực hiện lời nói, lời hứa đó đúng với ý của Phật, đúng với nhân quả, chánh pháp. Lạy Phật, xin cho con sám hối nghiệp phải biết ơn. Xin cho con từ nay luôn nhớ ai đã từng giúp con. Xin cho con có điều kiện để đền đáp và thực hiện những hành động cụ thể để đền ơn họ. Và cũng xin cho con nhớ sẽ hồi hướng công đức cho những người mà con không thể gặp lại được nữa. Xin cho con gửi lòng biết ơn đến Phật, Thầy Tổ, ông bà, cha mẹ, tổ tiên nhiều đời, người thân, người ơn. Xin cho con biết ơn trái đất này, không khí này đã cho con sự sống mỗi ngày. Lạy Phật, xin cho con sám hối nghiệp thiếu thốn tiền bạc. Vì từ vô lượng kiếp trước, con đã xài tiền và vật chất một cách phung phí, vô trách nhiệm. Xin cho con từ nay biết xài tiền đúng cách, cho người cần cho, giúp việc cần giúp, sử dụng tiền đúng cách và tiết kiệm với bản thân, nhưng giúp người không tiếc nuối đối với những việc đúng. Xin cho con sử dụng tiền đúng với ý của Phật, không hưởng thụ, không phung phí cho bản thân.
Lạy Phật, xin cho con sám hối nghiệp không kiên nhẫn. Xin Phật gia hộ cho con từ nay làm gì cũng kiên trì, kiên định, kiên quyết, làm đến nơi đến chốn đối với những việc đúng với nhân quả và đạo đức, đạo lý. Lạy Phật, xin cho con sám hối nghiệp thiếu thốn tình cảm gia đình. Xin Phật gia hộ cho con từ nay luôn có hiếu với ông bà cha mẹ và thương yêu con cái của mình, làm tròn trách nhiệm của mình, thương yêu người thân của mình, thương yêu người xung quanh mình trong khả năng tốt nhất của con. Lạy Phật, xin cho con sám hối nghiệp không kiên định nội tâm. Xin cho con từ nay luôn bình thản đối diện trước nghịch cảnh và thuận cảnh của cuộc đời này. Xin cho con không sợ hãi, không sợ điều gì, cũng không tham muốn điều gì. Lạy Phật, xin cho con sám hối nghiệp nóng tính, sân si, tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn, kiêu ngạo, tự cao, ngu si, vô minh, chấp ngã, chấp công, luôn cho mình là đúng, là nhất. Lạy Phật, xin cho con sám hối nghiệp nặng ái dục, nghiệp lụy tình cảm. Xin cho con từ nay chỉ xem người khác phái là thân quyến nhiều đời. Xin cho con và các chúng sanh khác sớm thoát được nghiệp ái dục. Xin cho con sám hối và từ nay nguyện xin thật tâm vị tha, yêu thương hết tất cả chúng sanh, dù là người ghét con, người đã đưa con đến khó khăn bế tắc, dù là người con ghét, dù là người mới quen, dù là người con chợt gặp trên đường đời hối hả, dù là các vong linh, dù là những loài động vật và thực vật, dù là những hòn đá vô tri hay cả những vật vô tri vô giác. Lạy Phật, xin Phật từ nay gia hộ cho con chỉ nói lời chân thật, lời yêu thương, lời gắn kết, lời có ích cho người khác. Còn không thì xin cho con biết giữ sự im lặng, không nói lời sáo rỗng, thị phi, tranh cãi. Kính lạy Phật, xin Phật luôn gia hộ cho con tha thứ và quên lỗi lầm của người khác. Nếu con không cảm hóa được họ, thì xin cho con khởi tâm mong cho họ sớm hết lỗi lầm, không biêu ríu, không kể lỗi của họ. Kính lạy Phật, xin Phật gia hộ cho con luôn trao dồi lòng tôn kính Phật nhiều hơn và lan tỏa ra cho mọi người xung quanh con. Xin cho con từ nay làm phước ngay, không chần chờ suy tính nếu có điều kiện, và là những việc phước đúng với nhân quả và chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.